celebrating Koh Kong forests, the cardamoms. The cardamom forest acts like a huge water pump. And in fact, the cardamoms attract so much water that it has 22 major rivers and hundreds of water streams. That's why in this forest there are the most hydro dams in the entire country of Cambodia. Chương cầm nát chia đầm ban cột cường thà đầm ban xã công cứ chia đầm ban đại chia bờ ruộng nơi đầm ban prapra đại chia đầm phía cứ chia đầm ban đại chia bờ ruộng ai tự đo hốt pha là lúc pha phải chơi có bây nay sai pha lần thôn thiên đoàn chia ruộng nơi đừng phải chơi chẳng những trai riệp trăm áo quạt miên chia xã công đầm ban cà phê thôn chia đại lô ai ruộng nơi sai pha đầm ban ông